Te gate bara gate bara som gate buri Thầy viết cho con bài thơ đạo, niệm tình thương thành chiếc áo màu lam, đem từ bi tung rải khắp thế gian, biến tất cả chan hòa thành tình yêu đạo lý. Giờ phút này đây, tất cả chúng con đang được chiêm ngưỡng dung nhan của Thầy từ từ bước vào hội trường để ban bố lời pháp nhũ. Chúng con một lần nữa xin chắp tay xá chào Thầy và thành kính cung thỉnh Thầy đến với tất cả chúng con vào thời pháp thoại buổi chiều ngày hôm nay. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa, xin mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bước vào thời thuyết giảng, chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư cùng toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể các bạn trẻ cũng như toàn thể quý Phật tử đang tham dự khóa tu tuổi trẻ hướng Phật tại lầu 1, lầu 2 và lầu 3. Chiều ngày hôm nay, chúng ta rất là may mắn, rất là hạnh phúc khi có sự hiện diện của Đại Đức Thích Ngộ Phương. Thầy sẽ đến với chúng ta pháp thoại với tựa đề Tình yêu dưới góc nhìn của thiền. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và kính thưa đại chúng, tình yêu là một chủ đề làm tốn rất nhiều giấy mực của rất nhiều người. Tình yêu là điều khát khao của tất cả mọi người trong cuộc sống. Vì vậy, đến với đề tài ngày hôm nay, tất cả các bạn trẻ của chúng con đang rất chờ đợi. Sự chia sẻ của Thầy sẽ khai mở tâm thức cho tất cả chúng con để chúng con lấy đó sống đúng, yêu đúng và sẽ có hạnh phúc, sẽ có lý tưởng sống trong cái cuộc đời của mình. Và giờ phút này chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đại Đức sẽ bắt đầu chia sẻ thời pháp thoại chiều ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Từ Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính lạy trên mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, kính bạch trên chư phụ, tăng đoàn chùa Giác Ngộ. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức và các bạn trẻ. A Di Đà Phật. Con nói với thế này lầu 2 nghe rõ không dạ? Dạ, A Di Đà Phật. Tựa đề con chia sẻ hôm nay á là thay vì ra mắt cho cuốn sách là Tình yêu dưới góc nhìn của thiền, thì con lấy cái tựa đề này á, con chia sẻ luôn giống như là tóm tắt cuốn sách này mà 2 năm rưỡi, gần 3 năm con từ Thái về phụng sự ở chùa. Có rất là nhiều bạn trẻ đã đến với con, những cái gút mắt ở trong tình yêu của họ là phần lớn dưới góc nhìn của một người tu trẻ. Con lấy thiền tập và cái nhìn quán chiếu một cách
chủ quan của mình để gỡ gút mắt một cách gián tiếp hay trực tiếp qua những câu hỏi. Và cuốn sách này là con gom lại từ những câu trả lời, tức là có tương tác cụ thể ở trong đó. Những câu chuyện mà những bạn Phật tử trẻ nữ lỡ thương một vị thầy nào đó cũng có hỏi con, và con cũng có viết vô trong này luôn. Nên bạn trẻ đó nói là: thầy ơi, con kể thầy thôi, thầy đừng kể ai. Thầy nói thầy không kể ai hết, thầy kể vô sách và thầy tặng. Thầy không có kể ai hết, viết vô sách rồi tặng thôi. Bữa nay con chia sẻ xong rồi mai mốt con sẽ về nhà thăm mẹ rồi con đi tu học ở nước ngoài. Mong cái buổi chia sẻ này là tâm huyết cái hiểu của con dưới góc nhìn của thiền quán. Nhìn vào bản chất của tình yêu, muốn nói với các bạn trẻ rằng hiểu cho sâu sắc những gì mà mình đang và mình sẽ bước vào cái con đường cảm xúc này. Để những gì mình làm phải là lựa chọn của mình, đừng để hồi hay. Nên con sẽ moi hết những gì có thể để mong bạn trẻ hiểu được lời Phật dạy phần nào. Ở đây giờ những bạn trẻ nhưng mà quý hành giả lớn tuổi cũng nhiều, nhưng con xin phép là xưng thầy với quý bạn trẻ nha. Ok, bây giờ thầy hỏi mấy bạn nè. Giờ mình thoải mái làm việc hai chiều. Dạ, con hỏi, thầy hỏi thì quý bạn trẻ trả lời cái gì có, yes, cái gì không, no. Ok. Rồi mình sẵn sàng ha. Có bao giờ mà trong ngày có một lúc nào đó mình cảm thấy có một nỗi buồn không tên xuất hiện trong lòng không? Nhiều. Nhiều khi ngồi một mình cũng buồn, dạo phố một mình cũng buồn, lên trên một cái quang cảnh nhìn bao la non nước ngun ngút trời xanh cũng buồn, vô trong phòng ngồi một mình cũng buồn. Có những nỗi buồn không tên nó xuất hiện, hình như là điều điều với những người chưa yêu, phải không? Những người chưa có bạn đời, những người lẻ đôi lẻ bạn, đi một mình, ở một mình, làm một mình, so sánh với người ta hai mình, cho nên có một cái nỗi buồn không tên thường xuất hiện cho người trẻ. Và Xuân Diệu đã biết điều đó, cho nên Xuân Diệu cũng buồn như vậy á. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu. Vì sao tôi đi chùa? Tức là có một nỗi buồn mà mình không gọi được tên. Nhà thơ đã gọi mà cũng không biết cái tên gì luôn. Rồi bây giờ nè, có bao giờ mình thấy từ cái năm lớp 10 mình biết yêu? Đây có người năm lớp 10 hỏi có yêu chưa? Dạ. Có. Mới sáng đây. Ngồi trước mặt thầy luôn. Có bao giờ mà mình thấy người ta có bạn có đôi mà nhìn vô mình chỉ riêng tôi một mình cảm thấy cô đơn? Có bao giờ mà thấy bạn bè chạy xe hai đứa mình một chiếc? Có bao giờ ngày Valentine mà nó rủ nhau đi còn mình không biết rủ ai, cho nên ngồi một mình ở nhà cũng muốn người ta biết là mình FA, cho nên đăng lên status là ... biết đi cùng ai? Có không? Có, cho nên người ta mới nói là một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu. Mình có thấy không? Mình có thấy người ta đi hai người kia, mình ngồi mình cười. Cái buồn nhất là không có bồ. Mấy bạn trẻ, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn.
Có không nè? Ai ở đây khai thiệt đi. Bao giờ đó mà mình nhìn hai người mà mình thấy mình hắt hiu nụ cười, buồn hiu ở trong lòng là mình biết mình bắt đầu trở chứng rồi đó. Sóng gió cuộc đời bắt đầu rồi đó. Học môn sinh lý bắt đầu rồi đấy. Tức là cái tuổi dậy thì bắt đầu rồi đó. À, cho con xin cái chuông. À, khi mà mình có một cái nỗi buồn không tên như vậy á, mà không có được đáp ứng ấy, thì mình cứ mình tìm kiếm mình khát khao mình không được đáp ứng hoài. Thành ra trong người mình nhìn bề ngoài nó có vẻ vậy, nhìn miệng thì cười nhưng không biết, không ai biết là lòng tôi đang khóc. Mắt tôi vui nhưng không ai biết dạ tôi sầu. Trời thì không có mùa đông nhưng mà tim tôi lạnh ngắt. Phố thì đông người mà sao thấy quá cô đơn. Có không? Có dạo dạo cái thấy tùm lum người hết mà sao thấy có mình. Cô đơn đây không phải vì không có người quan tâm chăm sóc, mẹ cha đó, bạn bè đó, nhưng mà sự quan tâm chăm sóc đó nó không đến từ đúng cái người mà mình đợi trông. Hãy mà có một người đợi trông rồi á, là cả thế gian này đông cỡ nào cũng thấy thiếu vắng hết. Rồi dở chứng bắt đầu đó. Đây là thầy đang nói cái tiến trình bắt đầu của một người lớn tuổi nha. Nó xuất hiện cái gì và tâm mình nó vận hành thế nào và mình sẽ đi riêng đường nào và chuẩn bị mình làm cái gì và suy tư mình nó sẽ vận hành cách sao. Dưới cái nhìn của thiền tức là Vipassana, tức là thấy cái tâm thức nó vận hành của một con người từ trong sinh ra đến lớn lên, già chết. Thì ở đây đứng trên cái mặt cảm xúc của tình yêu, cho nên tình yêu, cho nên thiền nhìn vô cảm xúc gọi là tình yêu dưới cái nhìn của thiền đó. Thỉnh thoảng con có tiếng chuông thỉnh đại chúng và thầy thỉnh mấy bạn trẻ ngồi thở cho nó thẳng lưng và thư giãn cơ thể theo tiếng chuông phải 20-30 giây gì đó. Con nói chậm. Chiều nay chúng ta sẽ có khoảng 1.5 tiếng hơn để chia sẻ và mấy bạn trẻ sẽ có một cơ hội cuối cùng với con để mà vấn đáp. Cô đơn nó cũng trở thành, khi mà dạo ngoài phố thì nó cũng không thấy ai bên cạnh nó cô đơn. Dù phố đông người nhưng mà không có người nó thương, nó cô đơn. Rồi về nhà nó ở một mình, đóng phòng mà không có ai, điện thoại không có tin nhắn, mở Gmail không có tin nhắn, những trang web không làm thôi nhớ, không có tin nhắn, không có ai quan tâm mình. Mà cái người quan tâm đặc biệt cái đăng tấm hình lên đợi hoài chưa like. Mình cứ tìm đúng một người thôi là mình đủ hạnh phúc so với 1.000 cái like quan trọng nhất không xuất hiện. Có đợi như vậy không? Cái đăng lên một cái rồi cái ngồi đợi mía cả ngày. Lâu lâu cái 5 phút chạy lên coi mà cái người đó chưa like. Khi mình về nhà, mình ở một mình nằm xuống, mình ngủ, mình cũng nghe cô đơn. Nằm nghe cô đơn thấm ướt qua hồn, giá buốt tìm về sao rơi gối đêm. Sao gì rơi xuống gối đêm? Nước mắt ấy. Nhà vắng mang nhiều cây đắng, xua hồn đi hoang. Đố mấy con đi đâu? Đi hoang là đi đâu? Bởi vì nó ở một mình, ở ngoài đường nó thấy cô đơn. Nó về nhà gia đình đó mà nó vẫn thấy cô đơn. Nó nằm xuống nó thấy nó cô đơn.
Xong cái nó nằm xuống nó tưởng tượng lung tung hết, hồn nó đi hoang, đi đâu? Đi đâu? Đi tìm cái người thương, đi tìm cái mối lương duyên, đi tìm cái người chăm sóc thương yêu bên cạnh. Bởi vì nó thấy ai cũng có cặp có đôi hết, chỉ có mình không có, cho nên nó thấy nó vô duyên quá. Ví dụ như 30-40 tuổi rồi hỏi mà bao giờ có người yêu, mình chưa có, khó chịu không? Hỏi hoài là mình đăng Facebook mà nói luôn, đừng hỏi tôi có chồng, đừng hỏi tôi có bồ, đừng hỏi bao giờ tôi đám cưới nữa nha. Còn bạn bè mình đi gần nó, lúc nào mình cũng thấy nó có tin nhắn, lúc nào mình cũng thấy nó có một người bạn chở đi bên cạnh. Cứ mình nhìn lại mình thấy mình hình như vô duyên. Khi mình vô duyên như vậy mà trong lòng mình nó có thân này thì cái khát khao là tình dục, nhu cầu của nó đáp ứng. Cảm xúc này, cái khát khao của nó là tình yêu, ve vuốt ngọt ngào cảm xúc. Tâm tư này phải cần có người hiểu, lắng nghe và chia sẻ, cảm thông, gọi là tri kỷ. Ba cái nhu cầu này là ba cái nhu cầu cực kỳ là lớn mà không ai dạy, mỗi người đều có. Con vật thì nó chỉ có cái thân xác là tình dục thôi thì dễ hiểu, nhưng con người nhiều hơn là một nhu cầu đó. Cảm xúc nữa, nói ngọt, thích vô cùng. Tăng bốc cái tôi sĩ diện mình lên mình cũng thích. Có một người thương đẹp đi bên cạnh mình muốn khoe không? Có. Cho nên cái nhu cầu đó nó quá là nhiều mà nó đợi sẵn ở trong lòng mình đó. Và cái nhu cầu đó không được đáp ứng thì sao? Nó tạo ra một cái nỗi khao khát ở trong lòng. Và nó nhìn qua nhìn lại ai cũng có, chỉ một mình nó không. Cho nên nó mới thấy nó vô duyên, nên nó mới đi tìm cái duyên. Bằng cách nào? Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Vậy mà không vô tay. Bởi vì nó không có đối tượng để nó cười cho đẹp, cho dễ thương mà nó dâng hiến, cho nên phải đi xin tình yêu của người khác. Hãy cho tôi nụ cười người ơi. Bởi vì một mình nó không có gì vui hết á. Hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống em ơi có hay không. Nó đang làm cái gì trong lòng nó vậy? Nó khát khao quá mà. Cái lời đó là lời than thở xin xỏ, phải không? Là em ơi có hay không? Cho tôi một chút thôi, một phút thôi, để tôi thấy đời nó đáng sống, chứ không có em sao nó cô đơn, nó vô nghĩa, trống vắng cực kỳ. Có không? Có từng xin người ta xong mà nhắn ba tin rồi mà chưa trả lời. Sao cả ngày nó chưa trả lời? Nó có nghĩa là hãy cho tôi một tin nhắn người ơi. Mình đợi trong, mình khát khao, mình tìm cầu, mình cứ hướng ra bên ngoài để mong họ phản hồi lại một cái dấu hiệu tích cực. Và wow, bữa đó ăn cơm ít vẫn no cả ngày. Hỏi mấy bạn trẻ, mình phải cảm nhận cái cho được cái trải nghiệm cảm xúc mới lớn này của mình. Nếu cha mẹ không có thời gian thì không ai khác, mình phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cái cảm xúc này mà nó rắc rối lắm, nắng mưa lên xuống thất thường, mình mà không đọc kỹ nó là mình dùng không có theo ý mình muốn. Không theo ý mình muốn á thì mình sẽ đau khổ. Hãy nghe tiếng chuông là ngồi nhắm mắt thở nha. Đừng hướng ra ngoài đợi. Ba bốn năm rồi đi tìm người yêu mà chưa được, hoặc là lớn rồi lớp 10 đã có, mình 10, 12 mà chưa có.
Nhiều khi mình buồn, cái nỗi trống vắng nó lớn lên quá, cái nhu cầu thân xác, cảm xúc và suy tư của mình nó nhiều quá. Và đôi khi gia đình của mình, mẹ, ba rắc rối đủ thứ chuyện. Và nhiều đứa nó đau khổ bởi vì cha mẹ nó còn ly dị và nó sống rất là có một cái nỗi kết trong lòng. Thành ra nó không chỉ đơn thuần là kiếm một người để qua cái thân này mà còn qua cái chỗ để nó chưa chia sẻ nương tựa nữa, hiểu không? Nhưng mà nó tìm hoài không được, cái nỗi cô đơn nó mỗi ngày mỗi lớn lên. Thế mà nó cô đơn, nó lớn lên, nó buồn, nó khổ lớn lên thì sao? Mở tủ lạnh, mỗi lần khổ là, mỗi lần buồn là nghĩ tới tủ lạnh. Cho nên mấy người buồn là mấy người rất là mập. Cho nên thấy mấy người rất là mập thì thường là mấy người rất là buồn. Không có hả? Bởi vì cái buồn cái đi ăn cái nó vui rồi mà. Cho nên còn ấm ấm vậy nè. Con không có gì vui nhiều ngoài đời, nhưng mà không có gì buồn hết á. Hãy mà buồn cái là mở tủ lạnh. Hãy buồn cái đi shopping. Hãy mà buồn cái là kiếm bạn bè đi chơi. Hãy mà buồn cái là nhiều khi tối muốn... Có phải là buồn buồn cái dẫn nhau đi cho nó đỡ buồn không? Có. Nhưng mà tất cả những cái cách đó mình đã thử hết rồi, nhưng mà mình chưa có hết buồn. Mà mình quay qua quay lại, mình thấy còn một cách nữa mình chưa thử. Đó là hình như ai cũng có người thương mà mình chưa có. Cho nên cái nỗi buồn quá cố ở trong lòng mình đó, nó phải có một cái gì đó đặc biệt đủ mạnh hơn, nó mới giải tỏa và nó chuyển hóa được. Mình nghĩ như vậy. Và chắc mình nghĩ là chắc là tình yêu thôi. Bởi vì cái đó mình chưa có. Và cái gì mình cũng thử hết rồi, mà nó buồn nó còn đây. Như vậy là còn một cách nữa để thử thôi. Và người say thì không có biết nhớ, và người điên thì không có biết buồn. Cho nên còn cách nữa. Em cho tôi say, em cho tôi mê, em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. Mình say rồi cái là mình không biết khổ nữa. Mình mê rồi là không biết buồn nữa. Chứ không phải bài hát họ hát không đúng đâu. Những cái bài này là hồi xưa chưa đi tu ở ngoài đời á, con nghe người ta hát là tự động nó ở trong đây. Bây giờ tu cái mình thấy ồ nó có lý ghê. Những cái bài hát thở than kêu gào than khóc giống như địa ngục thì mình thấy nó khổ, chứ mà nó cho chút nhạc cái mình cảm thấy wow, hay quá, hay quá. Nhưng mà bản chất của nó là gì? Kêu gào, than khóc, cầu xin, than vãn. Phải không? Mình mới thấy cái khổ đế ở trong cái bài hát. Không có gì khác ngoài cái chuyện là dạ. Phải không? Mấy người trải một đời rất khổ, bỏ thời gian ra viết xuống những lời khổ. Mấy người lớn lên á, đi yêu đương cái khổ, cái bỏ tiền đi làm việc, cái kiếm tiền ra cái mua những cái bài hát than khổ để về cái mở lên cái nghe hay quá. Ô oh, hay quá, hay quá, hay quá. Người khổ viết ra thành lời khổ, người khác khổ mua lời khổ về và nói ô oh, hay quá. Có người nói hộ lòng ta. Phải không? Chứ hay cái gì? Người ta nói mà không đúng mình khen hay không? Không. Cho nên từ cái cô đơn là cái nhu cầu quá lớn, khi cái thân này nó bắt đầu hóc môn sinh lý nó phát triển rồi đó, là nó hay chát cái trán mình rồi đó, là nó ở trên cái trán này mà nó chi phối cái suy nghĩ của một người rồi đó. Từ 13 tuổi đó xuống, ví dụ đi, thì nhìn con người đơn thuần là con người làm gì có chuyện nam nữ. Tới chừng mà hóc môn sinh lý nó phát triển trở thành tuổi dậy thì rồi, là bất kỳ một cái chỗ nào trên con người mà nó nổi lên thôi á, là cả một trời khác biệt. Thì chỗ này chứ là tự động lúc đó cái tâm mình nó không hiểu được tại sao mấy ông thầy trẻ trẻ mà không đi tu, không có người yêu sao chịu nổi. Ông cậu con ông nói rằng mày đi tu mà mày thấy gái đẹp mày mê mày làm sao. Tới chừng 40 mấy 50 tuổi rồi mà ông hỏi con một câu thật
thà như vậy đó. Tức là cái vấn đề nó cực kỳ khó, đó là lội ngược dòng sinh tử, mà ái bất nhiễm bất sanh ta bà, ái nhiễm nó mới đẩy vô đây, mình đi lội ngược lại, họ không bao giờ hiểu nổi. Nên khi mà cái hormone lên đây rồi là nó chi phối toàn bộ từng cái sự sống nhỏ một của con người. Mình có thấy, mình có phát hiện được trước khi mình trưởng, mình đến cái tuổi dậy thì mình có phát hiện ra được cái nhận thức mình trước đó với sau đó không? Mình có thấy được cái sự khác biệt đó không? Trước đó thì mình hàng ngày mình nhận thấy cái gì? Mình có nói cái chuyện nam nữ yêu đương bạn bè qua lại, nhắn tin tâm sự, chúc ngủ ngon, hỏi dậy chưa, ăn chưa, ăn như thế này thế kia không? Tại sao đến tuổi dậy thì cái toàn bộ thế giới của mình là cạn nguồn sống, thu bé lại vừa tầm một cô gái. Mình có quan sát và mình có thấy được điều đó không? Hay mình cho điều đó là bình thường? Điều đó là bình thường khi mình thấy nó, còn mình không thấy nó là mình bị nó dẫn, nó sổ mũi mình đi là bất thường đấy. Không mấy cái lớn lớp 10 thôi, hỏi có người yêu chưa? Dạ, có. Nạp quá sớm. Don't rush to leave. Đừng có quá vội mà sống. Khi mình khát khao, cái nguồn khát khao ở trong con người mình nó nhiều lên, nên mình đi xin tình yêu là hãy cho tôi, hãy cho tôi, ai cho tôi tình yêu này nọ. Xong mình, ví dụ như mình ra đường, hay là mình vô quán cà phê, hay mình vô công viên, với cái năng lượng khát khao đó, một bên đây là bạn nữ ngồi, bên đây là bạn nam nè. Nếu mình là người nam, mình có cái xu hướng đi xuyên xuyên qua chỗ nào? Qua chỗ nữ, và ngược lại nữ xuyên qua chỗ nam. Mà đánh đường mình ngồi trong quán cà phê, nhìn ra đường mình thấy một cô gái tóc đuôi gà chạy qua, mình bắt đầu để ý, ngày nào cũng ngồi đó mong cô ấy đi qua đi lại để ý. Này cô bé có mái tóc cái đuôi gà, đạp xe trên phố đông người qua, cho tôi với, sắp đến ngã tư rồi thì xin em chậm chậm. Để làm chi? Để tôi chạy tới xin số điện thoại thôi. Mình tận dụng mọi cơ hội để theo đuổi. Với cái khát khao trong lòng là lập tức nó đi tìm cầu vị ngọt. Vị ngọt nó thúc đẩy cái thân này, ý sở sinh thân. Hễ cái ý mình đã nghĩ gì cái vị ngọt nhiều thế nào, cái thân này cũng là nô lệ để tìm vị ngọt để đáp ứng. Và cô gái trẻ đẹp tóc đuôi gà tung tăng xe đạp kia ngày nào cũng chạy qua hết, và ta đã thấy rồi. Tới ngã tư rồi, ngã tư kệ nó chứ, chậm chậm mà thôi, đến chi chạy theo và xin số điện thoại. Mình có thấy được cái tiến trình tâm mình nó diễn ra như vậy đó. Và mình không thấy là mình sẽ bị làm nô lệ cho nó. Vậy mình chạy theo, mình đang uống cà phê thiệt ngon, mình bỏ ly cà phê xuống mình chạy theo, mà mình không biết là cái gì nó đang thúc đẩy mình đi. Chứ cái người mà họ viết ra bài hát đó thật cái trong đó đó nha, nhưng mà họ không có cái chất tu, cái chất thiền, cái hiểu ở phía sau cái hành động. Họ chỉ viết những gì nó diễn ra thôi, và cho đó là sự thật. Nhưng nó chỉ là một câu chuyện ở một cái thời điểm nhất định, cái thân họ làm theo cái tâm họ muốn, cái điều họ không có biết điều đó, cho nên gọi là mê. Cái gì nhân mê có cái quả nhất định khổ. Cho nên tất cả những bài hát thường, nếu muốn hay là phải khổ, càng hay là bởi vì nó càng khổ. Khi mình theo đuổi được, thì trong cái thời gian mình theo đuổi đó, là mình cố gắng mình tìm hiểu, mình đi coi bói về người đó. Mình coi thấy có chắc ăn không, tuổi tác thế nào, gia đình họ ra làm sao. Mình nhắn tin mỗi ngày, ngày nào cũng có tin nhắn hết. Và họ biến thành người yêu là chiếc điện thoại nhỏ để mình giữ bên cạnh, ôm, ngủ, thức dậy, cầm điện thoại trước. Coi thử một đống tin nhắn, coi thử tin của họ tới chưa. Giờ mình tìm mọi cách để mà mình nhắn cái tin sao cho thiệt ngọt để lấy được lòng của họ. Khi cái vị ngọt mà nó đã xuất hiện rồi, con thỏ mà nó ở trong cái tầm ngắm của người ta săn rồi, nó sẽ săn cho tới cùng luôn. Lúc đó là thời gian tán tỉnh.
Ở trong này bao nhiêu người đang ở trong cái giai đoạn đó như tay coi. Dám không? Cái gì đâu bình thường mà. Mình dơ lên cái sợ ngại của cái gãi. Mình phải phát hiện ra mình đang ở đâu. Cái tâm mình nó đang làm cái gì với cái thân này. Tại con nói ra, thầy nói là như vậy để cho mấy bạn trẻ biết là mình đang ở cái mức độ nào của cái giai đoạn cảm xúc mình nó đang chảy. Không có gì ngại, bình thường thôi mà. Ha. Rồi khi mà cái vị ngọt nó xuất hiện là mình nếm được chút ít rồi qua con mắt á, chưa có qua cái sự tiếp chạm. Nỗi con mắt đã làm mình hài lòng rồi á. Nỗi cái tướng đi, cái mái tóc đuôi gà của họ, hay là cái giọng nói ngọt ngào, hay là cái răng khểnh của họ thôi đó, là đủ để cho mình à, chạy theo tới cùng rồi. Đôi khi thầy có một đứa bạn, nó rất là đẹp trai, nhà giàu nữa, nhưng mà nó ưng cái cô con gái đó là đi cà thọt. Xong đó, thầy mới hỏi là tại sao, có cái đẹp gì mà phải thương người đó trong khi rất là nhiều người khác thương. Không biết sao tôi thấy cái tướng cà thọt của bà là độc nhất vô nhị, rất đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó con mắt mình nó bị cái vị ngọt che mất tiêu rồi. Người ta thường nói khi yêu con tim mù lòa. Cái câu này là phải chỗ nào? Người ta thường nói khi yêu con tim mù lòa phải chỗ nào? Người ta thường nói khi yêu phải con tim mù lòa. Khi mình yêu á, con tim nó mù. Tức là bình thường con tim nó có mắt, phải không? Này con tim nó mù, tim mà mù, tai mà điếc, làm sao thấy với nghe? Không thấy không nghe làm sao hiểu? Không hiểu làm sao thương? Không thương được thì tổn thương. Cho nên tất cả tình yêu mà mù đôi mắt của con tim là tình yêu dẫn đến đau thương. Khi cái vị ngọt nó xuất hiện là con người mình trở nên cực kỳ ích kỷ lắm. Bình thường mình sống rất là tự do, hào phóng, thoải mái. Một người xuất hiện mà cái vị ngọt cực kỳ là ngọt với mình là tự động mình có cái nhu cầu bảo hộ, bảo vệ, giữ gìn, nắm giữ bằng mọi giá. Lúc đó thì sao? Mình có cái xu hướng là khống chế cái người kia, kiểm soát cái người kia. Thì tình yêu nó đẹp là không phải ai cho mình cái món quà đặc biệt, dẫn mình đi tới một chỗ đặc biệt, là một việc đặc biệt. Mà tình yêu nó đặc biệt ở chỗ là fall in love. Tức là không có rise in love được. Không có nâng cái tôi mình mà mình vô trong tình yêu được. Mình phải fall cái gì? Fall cái ego, cái bản ngã của mình đi. Và hai người hòa làm một. Tức là one day you sit alone and you feel you are going to die for that person. Một ngày nọ bạn ngồi xuống mà bạn cảm giác là bạn có thể chết cho người đó. Đó là cái đẹp của tình yêu. À, vậy mà ông vô tay. Tình yêu nó đẹp không phải bởi vì mình nhận cái gì của người khác, mà bởi vì mình có một cảm giác là cái tôi mình hoàn toàn biến mất và nó sẵn sàng hy sinh nó cho người nó thương. Đó là cái đẹp của tình yêu. Nhưng mà không, nó chỉ ở cái giai đoạn là nó khát khao và nó tìm cầu thôi. Chứ khi cái vị ngọt xuất hiện, nó nếm ít nhiều qua mắt này, qua tay này, qua thân này, từ bên ngoài thôi, chưa nói là thân xác, thì nó đã bắt đầu muốn khống chế và kiểm soát cái đối tượng rồi đó. Nha. Đây là giai đoạn mà chúng ta không còn thực sự fall in love nữa, mà cái tôi của mình nó sợ hãi bắt đầu, cho nên nó rise, nó nghĩ là nó rise in love. Và nó nghĩ là nó đang nắm giữ, khống chế, kiểm soát, là nó đang yêu người đó thật lòng. Không. Lúc đó cái tôi của nó biến thành một cái nỗi sợ, và cái nỗi sợ đó muốn nó phải kiểm soát được cái người kia thì nó mới cảm thấy an lòng, bởi vì vị ngọt đó quá hấp dẫn. Ai thương mà không kiểm soát không? Người ta thường nói khi yêu con tim mù loà. Làm sao? Chỉ biết sống cho riêng mình. Chỉ biết sống cho riêng mình. Khi kiểm soát được rồi thì cái tiến trình của nó là sở hữu, hưởng thụ và
hưởng thụ đến mức thoải mái thì sao? Chán trường yến anh. À, cho nên Thí Kiều trước khi chính thức trở thành người thương của nhau với Kim Trọng, Kim Trọng nhớ thương quá bữa đó tới với Thí Kiều, 1, 2, 3 chuẩn bị lâm trận. Thì Thí Kiều mới một cách rất tỉnh giác, Thí Kiều nói một cách rất là thiền với Kim Trọng nè: mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán trường yến anh. Nếu như bây giờ em để cho anh ăn cơm trước kẽn, sau này anh sẽ khinh thường em là người phụ nữ không đoan chánh. Người đàn ông mà không còn kính trọng ở tư cách người phụ nữ thì người đàn ông đó đang biến người thương của mình thành một kẻ bán thân đứng được. Nên Thí Kiều dừng Kim Trọng lại đúng lúc. Những ngày nay chúng ta không dừng đúng lúc bởi vì sẵn sàng, điều kiện quá dễ dàng để chúng ta cơm trước kẽn. Và làm sao tiến trình của nó là hễ mà nó chiếm hữu một cách dễ dàng thì hưởng thụ một cách dễ dàng, thì chán chường một cách dễ dàng. Củi tre cháy lên phòng 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 thì sao? Tàn rụi rất nhanh. Mình phải biết điều này, hỡi những bạn trẻ, nhất là những người nữ. Khi vừa lớn lên tôi đã vội yêu một người, nhưng chưa yêu đời, cuộc đời bạc trắng như vôi. Có phải là lời than thở không? Có phải lời đó tụng kinh được không? Lấy mấy cái bài hát mà nó than thở đó, nó nói về vô thường đau khổ, tụng bài kinh xong photo ra thành bài sám tụng với nhau. Nhưng mà nè, không phải tất cả những mối tình khi mà kiểm soát, khi mà khống chế nhau là dễ dàng đâu. Đối tượng kia họ đâu có cho mình một cách tự do mà khống chế họ, phải không? Đâu có phải điện thoại của họ lúc thích cầm là cầm. Quyền tự do mỗi người, muốn cầm điện thoại người yêu phải xin phép, và họ không cho thì sao? Con xin lỗi nha, có người gọi đúng lúc luôn. Linh ghê không? Bây giờ về nhà mà thấy họ cầm cái điện thoại, hoặc là nhắn tin cho họ 3-4 lần mà không thấy trả lời, thì họ cứ cầm cái điện thoại mà tin nhắn của mình họ không trả lời, thì lòng mình sao? Nghi không? Nghi. Nghi thì nó sinh ra gì? Sợ. Sợ nhiều nó sinh ra gì? Giận. Giận nó sinh ra gì? Cãi. Cãi nó sinh ra gì? Đổ lỗi. Đổ lỗi nó sinh ra gì? Ghét hận. Ghét hận nó sinh ra gì? Trả thù. Phải không? Mình đi từ từ, mình đi từng bước. À, khi mà nghi ngờ lo sợ là biết đó mình đã bắt đầu có cái vị ngọt thưởng thức rồi đó. Càng ngọt càng sợ, càng ngọt càng lo. Như Phật dạy kinh Pháp Cú này: ai sinh sợ, ai sinh lo. Muốn hết sợ, muốn hết lo thì đầu tiên phải hết ái. Muốn sống bình yên mà đi yêu thì người đó không bao giờ hiểu được lời Phật dạy. Phật dạy là muốn yên là đừng yêu. Bây giờ mình muốn yêu mà mình muốn yên. Nước với lửa chọn một. Cho nên đang yên mà đi yêu thì mình biết mình gặp cái gì? Bất yên. Thì mình phải biết chứ, là chuẩn bị mình đi vô cái gì, trên đường đó mình gặp cái gì, và cuối đường mình gặp cái gì. Không ai lựa chọn ngoài chính mình.
Bởi vì mình chọn thì tự do, nhưng mà kết quả của cái lựa chọn không thể trôn trên. Vì vậy chắc cú một điều Phật nói: ái sinh sợ, ái sinh lo. Giờ thầy đối mấy bạn trẻ, tại sao ái làm mình sợ, ái làm mình lo? Mình lo một người đi giữa đường là người dương nước lã không? Mình lo cái người đó trước khi chưa có ngọt trong lòng mình, mình lo không? Người mẹ mới sinh đứa con ra có cảm giác chưa phải là mẹ, mà mới hoàn thành cái sứ mệnh như là một người đẻ ra một người sau 9 tháng 10 ngày cưu mang thôi, thì có cái cảm giác lo lắng cực kỳ khi mà qua 6-7 tháng hay là 6-7 năm nó chăm sóc thành đứa con không? Này mấy người mẹ mới hiểu thôi, có không? Dạ, khi nào mình thực sự lo về một đối tượng nào đó, khi nào? Khi đối tượng đó nó cực kỳ ngọt ngào với mình, là cái ái nó sinh cái ngọt, rất ngọt. Cả nguồn sống mà thu gom lại chỉ còn vừa tầm một cô gái thôi, thì cái thằng nó thiệt sự là đáng thương. Tức là cái sự sống của người con gái kia có thể lung lay bất kỳ lúc nào. Cho nên cái sự sống này rất là lo sợ. Hễ cái sự sống kia bất ổn là sự sống này bất ổn. Nhưng khi mình tìm một cái vị ngọt ở bên ngoài, mà khi mình gặp, mình không gặp thì mình khát khao miết. Mà đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng... Mình yêu một người, mình yêu hai người, ba người, cái nó cô đơn, cái mình số phận hóa cái đời mình là cô đơn. Nhưng khi mình yêu mà mình đi tìm mà mình gặp cái người thương rồi, thì cái tiếp tục mình gặp đó là sự lo sợ. Ai ở đây thương mà không lo sợ thì người đó vắng vương chút nợ tình với họ, kiếp trước đã tu mà kiếp này còn nợ tới phải trả, chứ không có lo lắng khi yêu đương. Còn phần lớn tất cả ai cũng có lo sợ khi vị ngọt của cảm xúc bắt đầu bởi vì một ai đó đánh động dày trong lòng ta. Chứ không phải tự động Phật nói ái sinh sợ, ái sinh lo. Phật nói là có thật. Thấy không? Khi mà mình thương một người rồi, người đó cho mình vị ngọt rồi, nó lập tức mình nghĩ tới cái chuyện kiểm soát điện thoại của họ, kiểm soát tin nhắn của họ, kiểm soát thời gian của họ, kiểm soát nơi ăn chốn ở, bạn bè giao tế của họ. Tại sao? Vì mình sợ. Tại sao? Vì mình lo. Ở đây có ai có người yêu rồi mà thực sự yêu họ mà không muốn đụng chạm gì tới cuộc sống riêng tư của họ? Có không? Như vậy là người đó chỉ mắc nợ một cách bất đắc dĩ là phải trả thôi, chứ người đó không có yêu đương gì hết trơn. Bởi vì yêu là nó có ngọt, mà ngọt là nó sợ mất, mà sợ mất là nó kiểm soát. Mà kiểm soát thì thời gian, không gian, làm gì, ở đâu, mấy giờ, giống y như là gì, cảnh sát mà đi hỏi bị cáo vậy đó. Mà cái người kia họ thích lắm được hỏi vậy đó, họ cảm giác là mình cũng giá trị, không ai hỏi mình hết, con người hỏi ha. Nhưng mà không phải đâu, nhiều lần là nó nguy hiểm lắm á. Khi hai người yêu nhau, cái nỗi sợ xuất hiện, người ta sẽ nói nếu là chung mình hai đứa chia phôi. Sợ lắm, nhất là con gái khi được người thương mình yêu rồi là hỏi anh hứa thương em suốt đời đừng bỏ nha. Rồi anh với em ra Đà Nẵng đi, có cái cầu tình yêu nào đó mua cái khóa cho tiếc cái gì, đừng có tiếc mua khóa đắt tiền. Và chắc chắn người con gái sẽ đi lựa khóa càng đắt mà càng chắc. Rồi chưa đâu phải đi đâu nữa, phải đi lên chùa, anh đi lên chùa lạy Phật cho hai đứa mình được thương yêu nhau hoài hoài. Vô nhà thơ chưa đâu, đi tới cái chỗ nào linh thiêng là lấy cây lấy củi vẽ lên trên tường là I love you forever.
Khi mà có một chút lãng mạn là tự động ta thường còn hóa vị ngọt kia. Đó là vô minh đấy. Giai đoạn đó là giai đoạn chín mùi của vô minh đấy. Giai đoạn đó là giai đoạn thiết lập một cái chiều sâu cố hữu rằng ta sẽ gặp một cái điều cực kỳ là nguy hiểm. Về sau đó, 2-3 tháng, 2-3 năm, sự thay đổi của vị ngọt, ta không đỡ kịp và ta gọi đó là phản bội tình. Ngay cái chỗ vị ngọt xuất hiện, lãng mạn hóa lên, những người trẻ ơi, hãy đừng có nghĩ rằng love relationship is absolute. Tình yêu trong mối quan hệ không bao giờ tuyệt đối. Đừng hứa. Khi ngọt quá đừng hứa. Hứa lúc ngọt thì cái lời hứa đó thật hay là giả? Ai nói giả? Con nói giả chắc rồi, ai yêu con nữa. Khi mà vị ngọt ở trong lòng mình hứa với họ đó là lời, cái nội dung ở trong lời hứa đó đó, thật hay giả? Hả? Đang ngọt trong lòng mà sao giả? Đúng không? Họ muốn thường còn hóa cái cảm thọ đó là họ hứa thật đó. Nhưng mà con người thay đổi, cảm xúc thay đổi cho nên cái lời hứa nó mất đi chứ không phải là họ phản bội mình. Vấn đề của mình là mình tin vào cái lời hứa của họ ngay cái lúc đó. Và mình thường còn hóa luôn lời hứa. Cho nên con người họ thay đổi, lời hứa thay đổi và mình nói tại sao anh phản bội tôi. Nó mà nó học Phật nó biết là tại vì em chưa có hiểu vô thường. Nó hỏi tiếp là em có đi chùa không? Có. Nhưng Phật dạy giáo lý gì vô thường? Em lạy Phật ở đâu? Phật ngồi trên kia. Vậy anh là hiện thân của Phật cho em hiểu vô thường, khỏi cần đọc trong kinh này, thấy không? Chắc nó nín luôn đó, ông này. Ông này thành Phật rồi. Nói như vậy không phải để mình lý luận cho cái chuyện mà mình hứa hảo với người khác rồi mình gây tổn thương để rồi mình lấy cái lời của Phật mình che đậy cho cái vô minh của mình đâu nha. Anh ơi đừng nói làm em sợ. Sợ, đừng có nói đi xa, đừng có nói dự án này, dự án kia. Khi hai vị ngọt đang quấn quýt cho nhau, đừng có tính cái gì nó xa quá. Anh ơi đừng nói làm em sợ. Và rồi mình cách trở, và em để tan anh suốt cuộc đời. Anh ơi đừng nói làm em sợ, và rủi mình cách trở, em sẽ để tan anh suốt cuộc đời. Giống y như lời kinh thôi, giống vậy hết. Có điều nó bỏ cái nhạc vô mình hát thấy nghe hay thôi. Bao năm rồi tình em còn âm ỉ, đợi anh về nói hai tiếng thủy chung. Nhưng đợi hoài không thấy cho nên nghĩ mông lung. Không biết chả có yêu ai rồi, đang hạnh phúc. Người ta đi lính hay ta đi làm ăn, ta hứa là ta yêu thật lòng. Mình nhà mình đợi hoài, tâm mình nó sợ hãi, tự động nó nghĩ xấu người ta. Chồng mình đi làm về, trong khi công việc nặng nhọc chưa xử lý xong, về khuya bất thường một chút là lòng mình nghĩ xấu cho anh ta liền. Không phải mình xấu, mà bởi vì mình sợ. Người mẹ cũng vậy, giống như má con ha. Con nói là mỗi ngày con điện về cho má, mà ngày nào tự động hết tiền, chưa nộp kịp, cái tối bận quá cái khuya không ra ngoài được, cái không điện về. Cái ngày mai mới điện lại, mới nói sao hôm qua con không điện, bộ có chuyện gì xảy ra hay sao? Đó. Mà nhiều lúc con cũng nói càng lắm, con nói bộ má thọ ký cho con có chuyện xấu xảy ra hả? Nhưng mà nói như vậy là nói sai rồi. Là bởi vì mẹ lo mà, cho nên mẹ nói nha. Mẹ lo cho nên cái gì nó
thương quá là tự động nó sợ cái người mình thương bị tổn thương chuyện này chuyện kia. Tự động cái sợ nó xuất hiện khi mà vị ngọt nó ở trong lòng mình với họ. Con nói nhỏ nhỏ vậy trên nghe không dạ? Dạ. Rồi có nhiều bạn trẻ khi mà mình biết cái người đó họ, mình thương họ nha, rồi mình không biết là họ có thương mình hay không. Xong cái mình ngồi để mình chơi, mình off cái dấu hiệu online của mình đi, cái mình chơi game hay là mình đọc sách hay mình làm gì đó, ngồi mình coi thử lúc nào họ online. Vì sao mình sợ họ online lên, họ thấy cái online của mình cái họ biến mất. Mình có một cái nỗi sợ rằng người khác sẽ không nhận ra mình. Âm thầm ở trong mình nó diễn ra cái cảm xúc đó là mình phải hành thiền, quan sát coi thử cái tôi khát khao trong lòng mình nó đang muốn cái gì. Mà cứ rình rình rập rập cứ cầm cái điện thoại này, cứ bấm lên, rồi để xuống, rồi cứ bấm lên, cái coi, cứ để xuống. Rồi cứ cái nút xanh của online, của Zalo hoặc là Facebook chạy lên chạy xuống coi họ tới xuất hiện hay không nè. Mình coi thử cái gì nó đang làm cho cái thân mình rảnh thời gian mà làm mấy cái chuyện vớ vẩn đó vậy. Mình phải biết được điều đó. Lúc đó là cái tâm mình nó đang bị cái khát ái nó kiểm soát về hành động của mình ngoài cái tỉnh thức. Vậy mình đang làm một cái điều mà mình không biết, thì giống như là một người đang múa lửa, múa rối vậy đó. Và rất là tốn hao năng lượng. Và những người trẻ nào biết tu thì ngay cái chỗ đó thấy cái tâm mình nó đang làm cái chuyện quá đỗi là dở hơi. Đó không phải là tình yêu nha. Tình yêu không phải là mối quan hệ, tình yêu là vị ngọt của cảm xúc. Hay cảm xúc mà nó đắng thì gọi là ghét thù, mà cảm xúc nó ngọt thì được gọi là tình yêu. Mình ngồi đây mà mình yêu một người ở trên TV, họ đâu có biết mà nghĩ về họ, lòng mình ngọt không? Ngọt. Còn nói về chuyện người khác á, đó là nói về mối quan hệ. Vợ chồng có mối quan hệ, cha mẹ cũng có mối quan hệ, con cái cũng có mối quan hệ, ông bà, chú bác, thầy trò, chủ tớ, bác sĩ, bệnh nhân đều là mối quan hệ. Mối quan hệ là để đáp ứng những cái nhu cầu thân xác, tâm lý, cảm xúc, tiền bạc, nhu cầu cái tôi cá nhân, nhu cầu cái tôi xã hội, bản ngã. Đó là những cái nhu cầu đó là basic, là quan trọng để mà đáp ứng. Còn cảm xúc trong lòng là của mình. Cái gì trong lòng thì cái đó ai quyết định? Mình quyết định. Mà cho mình một cái cơ hội, một cái chủ quyền để quyết định cảm xúc mình ngọt hay đắng thì mình muốn nó đắng hay ngọt? Muốn đắng hay ngọt? Cảm xúc ngọt được gọi là tình yêu. Thì mày ngồi đây mình trở nên đáng yêu, chứ đừng đi kiếm người nào đó yêu mà mình là một khối rác rưởi trong lòng thì họ sẽ là nạn nhân của mình không sớm thì muộn. Phải không? Cho nên hầu hết đều là nạn nhân của nhau thôi à. Mình chưa trở nên đáng yêu mà mình đi kiếm người yêu là người đó sẽ là nạn nhân của mình. Tại sao có nhu cầu kiếm người yêu? Bởi vì trong đầu họ nghĩ hai tốt hơn một hả? Và thầy hỏi con này, hai tốt hơn một hay sao mà người ta nghĩ là ta phải cần một người hơn là hai người? Nếu như mà hai xấu hơn một, ta cần hai người không hả? Vậy là bình thường cái người có nhu cầu đi tìm người yêu thì trong đầu họ nghĩ gì? Hai tốt hơn một. No, chưa chắc. À, này là mấy cô lớn tuổi là nói. Mấy bạn trẻ trẻ nhỏ nhỏ đang ngọt chưa biết đâu. Muốn biết được hai tốt hơn một hay không là mấy cô lớn tuổi trả lời chắc ăn nhất. Mà con cũng chắc ăn là bởi vì con ở một cho nên con biết. Nè, hai nó nhiều hơn một. Điều đó chắc chắn đúng không? Nhưng mà nó tốt hơn thì chưa. Bởi vì nó nhiều hơn thì cái tốt nếu có thì nhiều hơn. Mà nếu có cái xấu, hai cái xấu cộng lại cũng nhiều hơn. Vậy cho nên mình xử lý cái xấu trong này chưa xong thì đừng có mong mà kiếm một cái tốt ở bên ngoài kia mà thỏa mãn nó. Để trước hết là phải làm cho cảm xúc của mình nó sắp xếp theo ý của mình đã. Cái tâm tư có thể yếu của mình đó. Cái thân xác của mình phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng á.
Mình phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng toàn bộ thân thọ tâm pháp của mình, gọi là thiền tứ niệm xứ, để ít nhất cũng phải có một khóa thiền. Mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình quan sát cảm xúc của mình, yêu, ghét, giận, hờn, là mình phải cầm cái vô lăng tay lái của cái xe thân tâm mình. Mình lái theo cái hướng mình đi. Mình phải cầm cái điều khiển trên tay mình để mình bật cái chương trình cảm xúc ở trong cái tivi trong đầu mình. Còn mình chưa cầm, mình chưa biết lái xe mà mình đi kiếm một người khác ngồi trên cái xe của mình, ngồi lên anh chở em đi. Tới đâu? Tới cuối đoạn đường dài. Và đoạn đường đó bao nhiêu năm? À, anh sẽ cho em là một chiếc kim cương á, là đầu tư cả đời. Nhưng mà cả đời của anh nó hình như là 2 năm ấy. À, hầu hết là 2 năm xong ly dị. Không phải hầu hết, nhưng mà cái cảm xúc ngọt ngào sau 2 năm là dường như là khó mà giữ được. Nên cái lo sợ nó âm ỉ ở trong lòng của chúng ta khi vị ngọt nó xuất hiện, nên ta phải sao? Ta phải lập tức cưỡi liền. Không nó mất. Hễ mà nó thương quá là nó nghĩ tới chuyện cưỡi liền. Nếu mà đủ điều kiện một chút. Cái cưỡi đó là gì chi? Để giữ cho an toàn. Không có bị rơi rớt của người khác. Cưỡi gì để cho đảm bảo an toàn là nó đeo nhẫn cỏ hay là nhẫn kim cương? Có bài nhẫn cỏ không? Tại sao nó đeo nhẫn cỏ? Vì sao? Vì không có tiền thôi, đơn giản. Có tiền mà đeo nhẫn cỏ nó quánh chết. Như vậy là tại sao nó đeo nhẫn kim cương? Bởi vì nó nghĩ mối tình này là 2-3 năm chia tay hả? Mối tình này là đầu tư bao nhiêu năm? Cả đời. Cho nên nó mới đeo nhẫn kim cương đó. Mà tại sao nó ràng nhẫn vô? À, chứng minh thư cho người ta biết người này đã có của tôi rồi nha. Nó sợ hãi cho nên phải ràng buộc. Ràng buộc chưa xong đâu là phải lấy pháp lực đóng hai bên lại. Để chi ra ngoài đường kia có đi ngủ với ai thì nó bắt về. Và cũng chưa có đủ tự tin đâu phải vô chùa để anh chị. À, có thể đánh được pháp lực nha. Nhưng mà Phật hay Chúa thấy rồi đó, hai chúng ta đã hứa rồi đó, là chúng ta đã được Ngài chứng minh rồi, không có được á, hey, bỏ tôi nha không. Chứng minh ba bốn cái như vậy đến chế đảm bảo được người đó chắc cứu lực của mình. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng không có thực sự đảm bảo, cho nên phải lủi bụi lật bật sinh ra đứa con để cho nó giữ hai vợ chồng. Xong rồi đẻ ra xong cái thằng chồng nó cũng đi tuốt. Mới hồi sáng đây con ngồi với một người ngồi trước mặt con đây, và cô chia sẻ là chồng của cô ở với con trai của cô, hai đứa con gái ở với cô. Họ chưa được 40, họ có 3 người con. Nhưng mà bây giờ tình yêu vẫn hết, rồi vẫn chia trẻ gia đình ra. Con trai không có mẹ, con gái không có cha. Tình nghĩa bao la, hẹn non, hẹn nước, cuối cùng chỉ là em ơi, cái lâu đài tình ai đó, nó không có tình trần gian mô. Dạ cô hỏi thầy, dạ con thương con trai con quá rồi, dạ con không thể về với nó thì con cảm thấy khổ trong lòng. Thấy không? Mình không có người yêu mình khổ. Mình có người yêu cái mình không cưới được mình khổ. Mình cưới được rồi về cái nó thương mình và nó bỏ mình cái mình khổ. Mình không có con cái mình khổ. Mình có con cái con không ở với mình cái mình khổ. Tức là đời này là cái gì đế? Khổ đế. Cái đế, cái khổ mà nó cái đế luôn á. Nó chắc cú như vậy luôn. Cái tiến trình là nãy giờ con nói là từ cô đơn đến khát khao xong rồi theo đuổi được có cái vị ngọt rồi thì mình ích kỷ, mình cố tình mình khống chế được là mình sở hữu rồi, mình hưởng thụ rồi, mình đi đến cái chỗ là chán chường. Nhưng nếu mình khống chế không được, nó sinh ra cái lo nó sinh ra cái sợ nó sinh ra cái lo, càng lo thì càng sợ thì càng lo. Nó sẽ làm mọi việc để nó khống chế người đó, nhưng người đó đâu có dễ gì mà để cho người này khống chế. Nếu không để cho khống chế là hai bên lo nhau nhiều thì sao? Dễ giận nhau thì sao? Cãi vã nhau. Cái lời cãi vã qua lại với nhau nhiều là bởi vì hai bên cứ đổ lỗi cho nhau, không ai chấp nhận mình hết trơn.
Đã biết anh yêu em thật chân tình, cớ vì sao em lừa dối? Phải là cãi không? Thôi em về đi, tôi không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, chia tay đi người ơi. Yêu nhau đừng nên dối trá. Phải lời cãi, cãi trong tình yêu không? Cãi lộn không? Cũng không, cái ráp nhạc cho cái mình thấy nó hay thôi chứ. Bây giờ bỏ vô y như cãi lộn ngoài chợ bán cá vậy đó. Thôi về đi, không buồn không giận đâu. Không yêu nhau thì thôi, chia tay đi người ơi. Yêu nhau đừng có nên dối trá. Chớ vu vơ nhiều. À, cãi xong rồi mình sẽ đổ lỗi, mình kết tội là do họ chứ không phải do mình. Khi mình đổ lỗi kết tội ngày càng nhiều là hai bên sẽ sao? Gắt gỏng nhau, khó chịu nhau, cứ trị tội nhau ra. Mình giống như thẩm phán, mình đóng cái vai vậy đó. Đóng cái vai thẩm phán rồi mình lôi họ ra giống như bị cáo vậy. Rồi mình quyết định họ là cái người sai lầm chứ không phải mình luôn. Mình là nạn nhân. Và khi hai bên cứ cãi vã, giận hờn, xong rồi đổ lỗi kết tội cho nhau, thì nó sẽ đem đến cái chuyện ghét hận với nhau. Rồi nếu nặng nề nữa, trả thù. Và cuối cùng là cực kỳ chán ngấy và mệt mỏi. Trả thù không? Giận hờn không? Đập vỡ cây đàn mà giận đời, đập vỡ cây đàn giận hận. Cái đàn nó mua, nó bán bò nó mua đó. Bây giờ cái hận ở trong người nó dục luôn bò luôn, dục luôn cái đàn luôn. Trước đó là nó đi xin tình yêu của người ta, nó chưa biết cảm ơn, khi có một chút vị ngọt thỏa mãn trong lòng nó. Bây giờ nó kiểm soát không được và nó bị tố cáo rằng nó sai, nó thế này thế kia, xong rồi nó khổ đau trong lòng nó cho người ta nhận, người ta biết ơn, người ta đòi hỏi đủ thứ, mà càng giải thích thì nó càng làm tới. Được nước cứ làm tới, được nước nó diễn vai. Chứ nó khổ đau trong lòng mình. Trước khi yêu họ thì khổ chút chung. Yêu họ rồi họ không theo ý mình thì khổ nhiều hơn. Cũng chính cái người đó mình xin họ, cũng chính cái người đó mình than với họ. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao phiền lắng đồng. Phải không? Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng đồng. Nỗi khổ trong lòng tôi là do mặt mình thì bị xước, mà mình muốn mặt mình nó hết bị xước bằng cách mình lấy keo dán, mình dán lên cái tấm gương. Mặt mình thì khổ mà mình đổi thừa là trong người mình khổ, và mình đổi thừa nỗi khổ đó là do em cho tôi bao nhiêu là cái đắng. Cái tay mình mà nó bị xước mà muốn trị nó là mình lấy thuốc mình dán lên tay người hả? Mình dán ở đâu? Dán mình. Bụng mình mà nó đang đói thì mình để người ăn cái mình hết đói à? Mình phải ăn. Mình bị bệnh thì mình phải uống thuốc hay là người khác uống thuốc? Vậy là cái khổ nó ở trong mình, mà mình muốn mình hết khổ bằng cách đổ thừa ai đó, và họ phải làm cái gì đó thì mình mới hết khổ. Cho nên trong tình yêu á, nếu như không kiểm soát được là lập tức nó đi thì có chiều hướng là sợ hãi, lo lắng. Sợ hãi, lo lắng rồi cái nó giận hờn, nó cãi vã xong cái nó đổ lỗi xong nó kết tội xong cái nó hận thù xong nó trả đũa. Nó hơn thua qua lại miết cho nên nó cực kỳ là mệt mỏi. Người yêu tôi rồi cũng xa tôi nên chung thân ta hận cuộc đời đó. Toàn là những cái lời gì? Giết người đi, giết người đi. Không, nó hát mà nó giống như giết người trong mộng đã bội thề. Giết người đi, giết người đi, giết người quên tình nghĩa phu thê. Cái này là tụng không được á. Cái này là tụng ông nói, ông Phật ông la, ông nói mày không giữ giới sắc sanh. Cho
Cho nên yêu đương mà loạn xà ngầu à, giữ giới thứ nhất cũng khó lắm à. Giữ giới sát á. Ngồi ở trong tâm này nè, người ta bỏ mình cái mình cứ mình muốn giết họ không à. Có không? Có tạc axit vô mặt không? Mà người ta có hận nhau đến nỗi muốn giết nhau không? Có không nè? Có. Cái vị ngọt mà nó bị cướp giật rồi, nó bị hận thù trả đũa là nó nghĩ tới cái chuyện điên loạn trong người vô cùng. Đó. Và khi mà mình coi lại toàn bộ cái tiến trình hồi nãy giờ con nói à, cô đơn là khổ không? Cô đơn là khổ. Nhưng mà thương một người mà không nói ra cho được cho họ nghe khổ không? Nói ra họ nghe rồi không đáp lại khổ không? Họ đáp lại thời gian họ gian dối mình khổ không? Nói yêu thì I love you là bao nhiêu giây? 2 giây rưỡi. Mà phải bảo vệ tình yêu bằng xương máu cuộc đời mình là bao nhiêu lâu? Cả đời. Nhưng mà tất cả mối tình nào thì cũng sao? Cuối đường danh lợi hai tay trắng sau cuộc ân tình là nắm mộ quan. Hỏi thế gian tình là gì? Là chướng ngại. Cho nên kẻ nào mà muốn cầu đại đạo là tiên phải đoạn thế gian tình. Không vậy cái đang bình yên vậy không chịu bình yên, nó trồi lên trên đây cái nghiệp lực của mình, nó đi tìm kiếm, sau cuộc tìm kiếm nó tan vỡ là bắt đầu nó khổ đau cùng cực. Từ khi biết nhớ, nghe nó than không? Nó có gì đâu hay đâu, nó rên giống như trời ơi, chảy nước luôn. Từ khi biết nhớ, biết thương rồi yêu là khi biết đau biết khổ trăm chiều. Đời người đi qua gian dối, ước hẹn phù phiếm xa xôi, có chăng ấy chỉ là mơ thôi. À, em ơi, hai quả tim vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là hư vô. Nói như vậy để chúng ta thấy đó là tình yêu bồng bột của tuổi trẻ mới lớn, chưa vững vàng của thân thọ tâm một lần á, mà chỉ mới cái cảm xúc biết thương yêu thôi á, vội vàng yêu là sẽ đi theo heo hai cái chiều đó. Một là bóc lột được rồi thì hưởng thụ thì chán ngán, hai không bóc lột được thì tranh cãi và đổ lỗi, rồi đến cái chỗ hận thù, rồi cũng cự cãi hoài thì mỏi mệt nhau. Cho nên khi vừa lớn lên tôi đã vội đi vào chùa. Nên mới hiểu rằng đời người chẳng có bao lâu. Tình yêu thứ nhất cho mẹ cha, người yêu thế thứ nhất là thế tôn. Giấc mơ trong đời được làm tu sĩ, sống luôn đến già. Ai muốn như con giơ tay coi. Ai muốn được giống như con hát nãy giờ tay? Ủa ít quá vậy. Bộ như vậy là nó bình yên nó sướng mà. Thiệt bộ. Mà sao ít người muốn bình yên vậy? À, muốn ngủ yên thì đừng lấy vợ. Muốn không mắc nợ đừng có người yêu. Muốn mình cao siêu đừng ân ái. Mà muốn mình thoải mái là nhất định phải ở một mình. Ở một mình thoải mái hơn đúng không? Có người chưa đồng ý. Ở một mình là sáng dậy thấy tiền và gạo vẫn còn nguyên. Và nhà cửa ra vô là bình yên. À, không có ai la bên này la bên kia cho nên không có ưu phiền. Và nhất định là tăng tuổi thọ.
Rồi nha, bây giờ còn mấy phút nữa. Khi mà cái tiến trình tình yêu của cái người trẻ mà mình mới lớn lên, cái tôi đã vội yêu một người á, là lớn lên là mình có cái thân nè, mình có cái thọ nè, mình có cái tâm của mình nè, mình có cái năng lượng của toàn bộ thân tâm này mà mình chưa có đọc cái hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, mà mình mới có cái cảm xúc biết thương biết nhớ, có cái khả năng biết sinh con thôi đó, mà mình vội yêu đương á, là nó rush to live rồi đó, nó đã vội sống rồi đấy ha. Mà khi mình vội sống mà mình cho mình là cái cảm xúc đó mà mình không có đọc kỹ được á, mình không có người hướng dẫn được, rất là tội á, chơi đâu à. Không phải tự động, ngày xưa mà ông bà ta có cái tục tảo hôn cô dâu 8 tuổi à. Không phải là tự nhiên đâu, bởi vì sao? Người ta ràng buộc cái ý thức của cái đứa bé đó trước khi là cái thân sinh lý nó phát triển, cho nên nó lớn dần và nó nghĩ nó đã có người giao thân này cho nó rồi, cho nên nó không có đi rong ruổi cái thân này khi mà nó đến cái tuổi dậy thì. Còn bây giờ mình cho đó là cổ lỗ sĩ và mình phá bỏ cái tục lệ đi, và có cách nào để mà mình ràng buộc và chuyển hóa cái năng lượng ái tình ở trong người nó không? Nếu không thì nó sẽ rong ruổi và cuối cùng phá thai quá chực. Hiểu cái này chứ? Thì khi mình mới lớn lên đó, thì cái cảm xúc của mình nó là cái cảm xúc của ái ân. Nó chưa có được chín mùi bằng cái nhận thức. Nó chưa có được đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng của cái thân này. Nó chưa có tự vững vàng vậy trơn, nó mới có xuất hiện cái tâm sinh lý thôi à. Mà mình vội vàng để yêu một người và trao thân cho họ thì chắc chắn là nó sẽ vội vàng vù và bồn bột vô cục. Thế nên làm sao? Đời nó không có bạc như voi, mà bởi vì mình vô minh, mình vội vàng. Cho nên á, giống như một cây xoài, ra ba mùa đầu tiên người trồng xoài giỏi phải làm sao? Ngắt hết hoa đi. Để làm chi vậy? Để gốc, để rễ, để lá, để cành, để trong, để ngoài của cái cây đó nó phải được trọn vẹn trưởng thành thì cái mùa đầu tiên của nó mới sai quả. Còn cho ra quả mùa đầu tiên ra lép thế này nè, và suốt cuộc đời của cái xoài đó không có bao nhiêu trái hết. Phải vậy không? Cho nên khi vừa lớn lên tôi đã vội yêu một người đó là sai lầm. Thì cái sai lầm đó nó mới tạo ra cái đời bạc trắng như vôi. Đây là do mình chứ không phải là do đời. Chứ nè, mình phải hiểu được chỗ đó. Nên khi mà đời nó làm cho mình đau khổ rồi á ha, nó làm cho mình tổn thương quá nặng vì tình yêu rồi á, thì lúc đó là một cơ hội khác để cho mình giác ngộ. Mình đi mà té là bởi vì mình ngơ ngớ, mình nhìn trên trời. Và cái té đó nó giúp mình đừng có nhìn trên trời khi đi lần thứ hai. Là bắt đầu mình tỉnh giác, chánh niệm khôn khéo hơn. Mọi sự trưởng thành là bởi vì ta đã vấp ngã. Cảm ơn sự vấp ngã hơn là hận thù. Nên vì mình vô minh chứ không phải vì ai cố tình hãm hại mình cả. Những người hãm hại cái xứng đáng là để cho mình lạy như một vị Phật, bởi vì mình lòi cái vô minh mình ra. Thấy cái ngu của mình là bởi vì họ. Không có họ làm sao mình biết mình ngu. Nên hễ có một lần ngu, tỉnh dậy, bước dậy, vực dậy và trưởng thành hơn. Nhiều bạn trẻ khi một lần yêu ban đầu tâm của họ yếu đuối quá, xong cái bị tổn thương lòng, từ đó cái họ nói bây giờ nha, đừng có ai đi vào cuộc sống của tôi nữa, đau khổ đủ rồi, thích tôi à? Thôi sợ lắm, đừng cố tìm đường vô tim tôi nữa, nó vỡ rồi. Niềm tin hết rồi. Hạnh phúc nhạt nhòa lắm. Miệng lặng nụ cười, tim làm biếng yêu thương, cảm giác mệt quá chẳng màng chia sẻ, sau có nụ cười vui vẻ, cười công nghiệp là một sự lặng lẽ nhóm màu đau thương. Tâm thì nó cố quên, nhưng mà tim thì nó nhớ miết. Miệng thì nó cố cười, nhưng mà khóe mắt nó cay cay.
cái tổn thương của cái người mới lớn, bởi vì họ yêu hết lòng, xong họ bị bập lại một cái không đỡ nổi, khiến lòng họ chùng sâu xuống, rất là đau thương, tội nghiệp. Họ không có biết đỡ, bởi vì họ không có biết xử lý làm sao hết. Họ cứ nghĩ nó đẹp như vậy đó, là cuối cùng họ không ngờ được, không có cái nơi lạnh nhất không phải là khi đông đến, mà là cái sự vô tâm của kẻ mà mình cho là tất cả với cuộc đời mình. Những bạn trẻ chia sẻ là cái lúc đau nhất là cái lúc mình nhận ra rằng sự có mặt của mình nó không cho một người nào đó, có cũng được mà không có cũng chả sao. Khi đó nó cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Nè, bề ngoài thì cười cười nói nói, trong lòng thì nhói nhói đau đau. Nỗi đau của thể xác không bằng cảm giác của tâm hồn. Ai dạy cái điều này mà những người trẻ lớn lên đã cảm nhận cái đau quá sớm đầu đời như vậy, rất đáng thương. Trách nhiệm là xã hội này và cha mẹ họ, và giáo dục của cái hệ thống nữa. Nhắm mắt lại liêm diêm, rồi lặng im, rồi rơi nước mắt. À, trầm cảm chìm sâu vào trong nỗi khổ. Mới lớn lên thôi, nhiều lắm lần. Thử đi, rồi yêu sớm, rồi sẽ vấp ngã sớm, rồi nó sẽ để lại cái vết thương ở trong lòng. Và suốt cuộc đời không phai được đó nha. Tội nghiệp vậy. Và cái người sau không phải xứng đáng để nhận cái người yêu của mình như là một cái vết thương đâu. Cho nên hãy giữ mình cho cẩn trọng, để cái lứa xoài đầu tiên á, đừng có vội sống, ngắt hết cái hoa đi. Hoa gì? Tức là cái tham ái từ từ đã trưởng thành, suy nghĩ cho chín chắn, thân xác này cho nó được vững vàng, cảm xúc của mình điều tiết cho nó được. Những cái mối quan hệ như là cha, là mẹ, là anh, là em xung quanh gia đình mình đó, mình coi thử mình sống mà họ có thấy hạnh phúc với mình hay không. Khi mà cái nền tảng gia đình, cha mẹ mình đối đãi không có hạnh phúc, anh em mình không kính trên nhường dưới, bạn bè mình không có hài hòa, mình đi yêu người ta chắc chắn là sớm muộn gì họ cũng không chịu mình nổi. Phải không? Ai chịu nổi? Mà không ai chịu mình nổi trước đó thì cái người mới đi tới với mình chắc chắn là không chịu nổi. Khi mà cái nỗi khổ trong lòng, khi mà mình lớn lên rồi, mình đi yêu á, thì mình trước khi yêu á, mấy bạn trẻ ha, nhớ giùm thầy mấy điều này. Trước khi yêu, nhớ giùm thầy hai cái đừng và một cái nên. Cái đừng thứ nhất là đừng có đem đến cho ai hơi ấm rồi sau đó lạnh nhạt ra đi. Đừng có đem đến cho ai hy vọng rồi phá tan nó. Đừng có đem đến cho ai niềm tin rồi lừa dối họ. Đừng có đem đến cho ai sự thương yêu rồi sau đó nói là thương hại. Đừng có yêu ai rồi sau đó nói là ngộ nhận thôi. Đừng có hứa với họ là sẽ cả đời chăm sóc rồi cuối cùng tay trong tay kẻ khác. Hễ trượng phu làm được là nói được. Đừng có hứa lèo. Đừng có mang đến trước là một sự ngọt ngào cực kỳ, rồi sau đó đổi thay khiến họ sẽ hận mình. Trong sâu thẳm tạo ra oan gia trái chủ của nợ tình. Và kiếp này hay kiếp sau buộc mình phải trả lại cái quả mà mình đã gieo ra cho họ ngay lúc này. Và hiện tại cá nhân nha, mình cũng sẽ mất họ luôn. Bởi vì không ai quá đủ cái độ ngu ngốc đến nỗi mà yêu hoài người mà không yêu ta. Không ai quá kiên nhẫn, đủ độ kiên nhẫn nếu kéo hoài người mà coi họ là cái bóng. Hả? Họ đủ khôn để biết làm gì mà. Thì mình sẽ mất họ. Không ai đủ bao dung để mà tha thứ hoài cho cái người mà cứ lừa dối mình. Không ai đủ kiên nhẫn im lặng để sống với cái người vô tình, vô tâm. Nên trước mình mất họ, sau mình sẽ sớm muộn trả cái quả mà mình tạo ra cái khổ đau bởi vì cho họ vị ngọt rồi cắt đứt nữa chừng. Đó là một cái đừng thứ nhất. Cái đừng thứ hai là khi trước khi yêu và trong khi yêu, nhớ này. Có gì bức xúc hả? Có gì bức xúc cứ nói nha. Cái đường thứ hai á, khi yêu đừng quá hiền, đừng quá
ngốc và đừng quá tin. Bởi vì con nói cái chữ tin nó lâu lâu một chút, không tin sao yêu. Nhưng mà đừng quá, bởi vì quá tin ý là người ta sẽ lừa dối. Quá tin tức là mình thường còn hóa đó, và họ sẽ thay đổi mình biết lúc nào. Mình chừa một cái chỗ vô thường nó diễn ra với, để họ cũng dễ thở và mình dễ chấp nhận hơn. Đừng có quá ngốc để người ta không có lợi dụng và đùa giỡn với mình. Đừng có quá hiền để mà người ta bắt nạt mình. Ha. Thứ nữa là đừng cái quá thân. Thân thuộc thì quá thân thuộc thì nhanh nhàm chán. Đừng cái quá thương yêu. Quá thương yêu thì dễ đau lòng. Càng thương nó càng tổn thương nha. Đừng có quá khe, đừng có quá quan tâm, mà quá quan tâm nó dễ ràng buộc. Một chút thôi, mỗi thứ một chút, cái đó gọi là trung đạo, để chừa cái đường cho họ và mình lui. Còn cái gì cũng quá mà mình cho rằng mình tốt, mình đúng, mà mình yêu chân thật là bởi vì lòng tham mình ham hố và nó vô minh, nó muốn thường còn hóa và nó cái gì nó cũng quá, quá, quá. Thì nó sẽ phản tác dụng như mình khổ đau. Đó là hai cái đừng không nên làm. Còn một cái nên, đó là làm kiếp người. Phật nói một vợ một chồng thôi, yêu một lần thôi. Bây giờ thầy ở chùa thầy hay hỏi mấy bạn trẻ, nhất là đệ tử xuất gia của thầy, hai mươi mấy bạn là vô thầy hỏi con có mấy mối tình rồi. Hình như là hai mấy người mà chỉ có một, hai, ba người nói một thôi. Mấy bạn trẻ bây giờ mà nói nhiều mối tình lắm, mà tuổi mới có đôi mươi thôi. Bởi vì nó sẵn sàng dễ dàng yêu quá chừng nữa mà. Đời người một người yêu thôi. Bởi vì quen nhiều là dễ so sánh người này người kia. Yêu nhiều là nó chai sạn cái cảm giác. Và mình chia tay nhiều là nó thành cái thói quen. Và bản thân mình không có niềm tin với tình yêu nữa. Và mình đi tìm những cảm giác mạnh để mình thỏa mãn và phả lấp cái nỗi khổ trong lòng mình. Và thực ra hạnh phúc của tình yêu nó cực kỳ đơn giản. Nó không phải là cái túi sách hàng hiệu hay là một món quà nào xa xỉ đâu. Nó là ngủ chưa em, nhớ mang tất vô tối nay trời lạnh nhé. Biết người ta không ăn hành thì nấu cơm sáng nay, vì tối qua họ làm việc nhiều, sáng nay cơm không có hành, cơm có sẵn mà đồ ăn không có hành. Ta nhìn ta biết là mình thương. Về sớm một chút quét nhà dọn dẹp sẵn sàng đó. Những hành động rất nhỏ nhưng mà mình thử nghĩ cái ngày xưa mà mình thương yêu nhau mới lúc ban đầu á, làm sao mà mình chiếm hữu được con tim người đó? Có phải là từng hành động rất nhỏ, những tin nhắn hỏi han hàng ngày không? Những hành động rất nhỏ mà chăm sóc không? Và chính cái điều đó nó làm lên một cái nguồn hạnh phúc vô bờ. Nhưng mà sau đó tình yêu nó không được lớn lên nữa là bởi vì sự quan tâm, chú tâm vào nhau không còn nhiều nữa. Tình yêu nó giống như là một cái cây. Mình không có để cái tâm mình vô là lập tức cái cây nó thiếu dinh dưỡng và nó chết lần mòn. Giống như người mẹ mới sinh đứa con ra thì chưa có thương liền, họ phải chăm sóc từng chút một, bữa cơm manh áo, nhìn gương mặt hoài như thế này nè, rồi thấy cái tay búp sen nhỏ nhé, thấy cái sự sống mong manh nương tựa vào sữa, vào sức, vào tình yêu của mình, tự động ngày một ngày nó tăng lên tình thương. Y chang như vậy, tình yêu của nam nữ phải bỏ cái tâm của mình vô cho người đó hàng ngày. Đằng này về cái sở hữu nhau, cho nên tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Thề gì? Thề sở hữu nhau. Khi ta sở hữu nhau, ta coi bà của tôi á, ông cũng của tôi. Khi chiếc của nó xuất hiện trên một cái con người thì nó biến con người thành vật chất. Nên những bạn trẻ hiểu rằng khi có một mối quan hệ thì cái quan hệ với một con người là một mối quan hệ rất mong manh.
Nếu muốn có một mối quan hệ tuyệt đối không thay đổi, chỉ có không quá 2 hay 3 đối tượng. Ví dụ như mỗi lần mình đi về là nếu nhà mình có nuôi con chó, nó chạy ra nó mừng. 10 ngày mình đi về, nó mừng y chang như vậy. Sau 15 phút mình đi ra khỏi cửa mình gì, y chang như vậy. Không có ngày nào thất bại hết, mỗi lần về là nó quẩy đuôi nó mừng. Tức là tình yêu của mình với con chó, nếu mình yêu con chó là đảm bảo một cuộc tình không bao giờ phản bội. Và cái thứ hai, nếu mình muốn có một mối tình không phản bội nữa là yêu ai? Yêu Phật. Mình sống sao mà xung quanh không yêu mình nổi mà chỉ có Phật yêu thôi, người đó cực kỳ là bất hạnh. Muốn Phật yêu mà không ai yêu không? Mình sống sao mà xung quanh không ai yêu mình nổi mà chỉ có mình Phật yêu mình thôi? Là biết đời mình thôi rồi rồi đó. Mình sống sao mà ai tới cũng yêu mình hết? Thì đó là mình sống sao mà ai gần gũi mình cũng hạnh phúc hết, thì đó là một đời sống thành công. Mình thành công danh lợi tiền tình mà người bên cạnh mình họ chịu không nổi vẫn thất bại như thường, phải không? Đó là sau khi yêu, đó là trước khi yêu. Còn bây giờ sau khi yêu, bạn trẻ nhớ giùm hai thầy, cho thầy 2 điều. Sau khi, tức là sau khi tổn thương đau khổ rồi á, thì điều thứ nhất đừng có bi lụy đắm chìm trong đau khổ đó. Điều thứ hai là vực dậy. Cái khổ nó làm cho mình ngộ chứ không phải nó làm cho mình đắm chìm chết đuối trong cái khổ luôn. Khổ là một món quà, nếu không nó sẽ là tội đồ giết mình miên viễn. Thì vực dậy. Vực dậy bằng cách nào? Làm thí nghiệm này nha. Làm một chiếc chong chóng. Chong chóng gì ha? Chong chóng giấy á. Đi ra gió coi thử nó có bay ngược chiều gió không? Coi thử quá khứ nó có quay lại được không? Người đó của mình có thể trở lại từ đầu không? Tất cả mọi thứ nó quay về ngay cái vạch xuất phát không? Xin trả lời là no. Một cái no cho bự lên. Không. Tại sao trong đầu nó cứ lang vang suy nghĩ hoài? Nó nghĩ là có cách nào đó chắc nó lôi lại. Hãy cầm cái chong chóng nó ra giữa gió, nó quay ngược gió. Tức là không có quá khứ nào lôi được vậy. Đã say no, tức là không có thể trở lại được. Thì có nên không khi cứ thương hoài một người mà họ không còn thương mình nữa? Không? Có đáng không cái người nhớ hoài cái người mà không còn nhớ mình nữa? Có cần không cái níu kéo hoài cái người mà họ xem mình là hình ảnh bóng, cái bóng của họ thôi? Có dại khờ quá không khi mà mình hy sinh cho cái người mà họ không cần đến mình? Có ngu ngốc quá không nếu mà cứ ngồi xuống nó đau khổ hoài cho người mà không xem mình ra kg nữa? Chứ mà đừng có níu kéo những gì xa tầm với. Mây của trời cứ để gió nó cuốn đi. Và mình phải dứt khoát. Hay nó cuốn là nó cuốn luôn, chứ đừng nó cuốn nó quay lại cái nó giả vờ. Nó giả vờ làm chi? Nó liên lạc. Giả vờ nhắn tin làm gì? Có không nè? Giả vờ quan tâm hỏi han làm gì? Có không? Nó còn tiếc nối. Nó giả vờ chăm sóc nó làm gì? Yêu nhau rồi giờ chia tay thì thành bạn thì hỏi thăm nhau. Ồ, xạo lắm. Khó xử lắm. Và nó giả dối lắm. Cứ để xa mặt cách lòng là mọi thứ nó trở về vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mình cố gắng suy nghĩ tại sao anh ta hay cô ta là như vậy. Tình yêu không phải để hiểu nha. Cảm xúc này không phải để hiểu. Cảm xúc là để cảm nhận. Hết cảm xúc rồi là cái lý trí này nó muốn tìm hiểu vì sao, không bao giờ nó hiểu được. Cho nên thì mình không bao giờ hiểu được người đó họ vì sao họ làm như vậy. Rất khó để hiểu họ. Nhưng mà tìm một người hiểu mình càng khó hơn, bởi vì mình cũng chả hiểu mình luôn. Cho nên khi đau khổ rồi, khi chia tay rồi, đừng có ngồi xuống suy nghĩ mông lung trước sau nữa. Bởi vì tình yêu không phải để nghĩ mà để cảm nhận. Hết rồi thôi, bỏ.
Vì mình cũng khoan nghĩ là mình, cái suy nghĩ này là mình thôi kết thúc luôn, đừng nghĩ vội như vậy mà nó sẽ tổn thương trong lòng. Đang thương nhau mà họ cắt rụp mà mình nghĩ là mình cũng kết thúc á thì nó rất là đau. Cho nên mình chỉ tạm thời nghĩ là mình đưa về thời kỳ đồ đá cũ, tức là lúc chưa có chuyện gì xảy ra, trả lại tình yêu cho cái nơi mà ta mượn tạm để xài, rồi để đó coi thời gian sẽ trả lời mình thật sự cần ai và ai thật sự cần mình, chứ không có đuổi hình bắt bóng nữa. Giờ mình hiểu à? Nghe Phật dạy nè, Phật dạy là không có duyên nợ làm sao gặp gỡ. Cho nên duyên đến thì mình quý, duyên hết thì mình buông. Hoa nở thì hữu ý, bởi vì nó là cái quả. Hoa tàn là vô tâm, bởi vì nó không biết lúc nào tàn. Người đến là duyên khởi, người đi là duyên hết, duyên tàn. Duyên sâu thì hợp, mà duyên cạn thì tán. Mọi thứ vô duyên, cho nên mọi thứ mình phải tùy vô duyên, tùy duyên. Còn mình muốn kháng cự duyên, được, mình sẽ có một thứ. Thứ gì? Đau khổ. Cho nên khổ đau là cần thiết cho đến khi nào mình không cần nó nữa. Khi nào không cần nó nữa, khi nào mình biết là à, Phật dạy tùy duyên. Cái níu kéo miết là mình muốn một thứ mà mình khổ chưa đủ đấy. Và khi sao mình vững chãi cái niềm tin như vậy rồi thì à, hướng đến họ, họ bỏ mình họ khổ không? Họ đâu xứng ích gì, họ khổ chứ. Cho nên khởi cái từ tâm hướng về cái đối tượng đó, mong cho họ được hạnh phúc. À, ở nơi ấy xin bình yên ai nhé, và hãy xem tôi như một hạnh phúc đã qua, thoáng qua, mang nụ cười, ánh mắt lẫn xót xa, nhưng thôi giờ buông hết và xem như là kỷ niệm. Và cuối cùng thì người cũng hết yêu tôi, mình biết mà. Và kỷ niệm rồi sẽ quay về năm tháng. Chứ có điều à, tôi không giận, không hờn, không oán trách, chỉ vì cuộc đời này tôi trở lại là tôi. Và nên nhớ, và tôi luôn là tôi, chớ mong đối thay tôi làm gì. Mình phải là mình không sống vì ai hết. Một lần mình sụp đổ mình đứng lên, và một lần mình trưởng thành giác ngộ. Bây giờ cũng đã hết giờ đó. Con nghĩ là đại chúng cần có vấn đề gì để hỏi không? Mấy bạn trẻ cho một hai ba câu hỏi gì đó, bởi vì hết giờ rồi. Đừng có ngại, bởi vì chúng ta sẽ tháo mở cho nhau, và đó là cơ hội cuối cùng để thầy có thể trả lời cho mấy bạn trẻ những cái vấn đề mà thực sự cần thiết trong lòng. Coi. Không có câu hỏi là thầy sẽ dừng để chúng ta nghỉ nha. Có câu hỏi không? Rồi hỏi đi con. Dạ, A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Thì lúc nãy con có nghe thầy nói là khi mình yêu á, thì mình không quá thân, không quá thương, cũng như là không quá tin á. Thì mình làm sao để mình yêu được như vậy mà người ta không có nghĩ mình là yêu hời hợt vô tâm, mà cũng không yêu hết lòng nữa thầy. Cảm ơn câu hỏi của con. Con có đang yêu không? Có không? Cầm mic đi, cầm mic trả lời đi. Dạ con không thầy. Hay. Con yêu rồi thì chắc trả lời đã thú vị hơn. Bởi vì mình nói cái gì mà mình đang tưởng tượng á.
Tình yêu nó là vị ngọt của cảm xúc, nó không phải là một mối quan hệ bên ngoài kia. Nếu cảm xúc của mình ngọt thì mình đến để chia, còn nếu cảm xúc của mình cay đắng là mình đến và đi cầu xin hạnh phúc từ họ. Nếu mà xin thì họ cho thì mình hạnh phúc, nhưng họ cho một thời gian, họ muốn mình nâng niu chăm sóc và quý trọng họ. Họ biến mình thành cái người trước là biết ơn, sau phải phục vụ, nữa phải nghe lời và trở thành ô sin. Và họ nâng cái giá trị của mình lên, họ nâng cái giá trị của họ lên. Họ càng nâng lên là mình càng sợ. Họ cứ kể là nhiều người thương họ lắm mà buộc mình phải biết cái giá của họ nó nhiều. Và họ càng nâng lên thì mình càng sợ. Và họ càng vui và thỏa mãn với nỗi sợ của mình. Đó là cái loại hạnh phúc bệnh hoạn của tình yêu. Và khi mà mình nhận quá nhiều từ họ cái vị ngọt thì mình sẽ lệ thuộc vào, và mình cố gắng thể hiện cái lòng biết ơn của mình chăm sóc họ. Nhưng mà mình chăm sóc họ đâu, mình đâu có phải là miễn phí đâu. Mình lại bỏ cái niềm hy vọng muốn họ theo ý mình, nhưng mà họ rút cuộc không theo ý mình, bởi vì họ giá trị quá nhiều, họ xinh đẹp quá nhiều, họ giàu có quá nhiều, mình nương tựa họ nhiều hơn là họ nương tựa mình. Thành ra một thời gian đó họ không chịu điều đó. Họ không chịu là mình biểu họ làm theo cái ý của mình. Thành ra họ không chấp nhận, họ cự cãi. Khi mình diễn cái vai là nạn nhân, không làm thế này không làm cái kia, anh biết tay tôi để tôi nhịn đói 2-3 ngày cho anh biết, để tôi không về nhà, để tôi hành hạ cái thân để tôi anh vừa lòng. Xong cái mấy bữa đầu thì nó có vẻ thương hại, mình muốn họ thương hại mà, mình diễn vai nạn nhân mình muốn họ thương hại, nhưng mà mấy ngày sau nó không thương nữa. Đó là mình diễn thất bại. Nhưng nếu mình diễn thành công thì mình càng diễn nó càng giải thích, mà mình nó càng giải thích thì nó càng ghét mình, bởi vì nó mình không tin vào tình yêu của nó. Hiểu được cái tiến trình này nãy giờ thầy đang nói không? Tức là sao? Đừng có quá tin, đừng có quá khờ, đừng có quá hiền, tức là đừng có vội á. Chứ không phải là biểu con đừng có thật lòng, đừng có không thật lòng. Thật lòng nhưng mà đừng có vội vàng thật lòng. Đừng có vội vàng phơi bày cái vị ngọt của mình ra cho người kia. Và đừng có vội vàng nhận lấy cái vị ngọt của họ và cứ nghĩ đó là tuyệt đối. Và mình một cách hết lòng tin vào, hết lòng hiền lành và hết lòng thật thà với họ. Không phải họ là ai mình đối xử, họ ai kệ họ. Vấn đề mình là mình, vị ngọt trong mình, chứ không phải là vấn đề họ như thế nào mình đối xử. Nếu mà vì họ mà mình ngọt cái cảm xúc á, thì mình ngọt như vậy là nó bị lệ thuộc quá chừng. Nay không biết chừng họ thế này, mai không biết chừng họ thế kia, thì mình cũng chạy theo cảm xúc với họ cả đời sao? Cho nên mình thật lòng không phải là thật lòng với họ, thật lòng với mình. Mình hiền không phải hiền với họ, mình hiền với mình. Mình chân thành không phải là chân thành với ai, với bên ngoài kia cả, mà với chính thật cuộc sống của mình. Thì đối với người đó mình cũng như vậy, đối với người này mình cũng như vậy, người kia cũng, ai cũng như vậy hết. Tức là mình không tìm một đối tượng bên ngoài để mình thật lòng, nếu mình không muốn là mình sẽ bị phản bội. Con thật lòng với ai đó, con quá tin ai đó mà bởi vì họ là con mới tin, là con đang có cái niềm tin có điều kiện. Con hiền mà bởi vì có một cái đối tượng nào đó con mới hiền, thì cái con hiền như vậy là có điều kiện. Những cái hiền, cái tin, cái thật lòng mà có điều kiện, cái đó nó sẽ mất điều kiện và con sẽ khổ đau. Thì làm sao để họ biết mình thật lòng với họ hay không? Điều đó nó không khó, miễn là mình đừng có dối trá. Nhưng mà mình đừng có để cái lòng tham của mình quá nhiều để mình thấy nó quá ngọt, cái mình vội tin, vội nắm, vội hiền, vội đối xử như là cái phao cứu rỗi của con vậy. Thì họ biết họ sẽ lợi dụng, họ biết là họ sẽ bắt nạt, họ biết họ sẽ dối lừa. Con hãy tự vững vàng mình sống với cảm xúc ngọt ngào, tìm niềm vui không điều kiện của con, và chân thật cái chính cái sự sống của mình, mặc kệ bất kỳ một đối tượng bên ngoài kia là ai, họ có tin mình hay không, không phải là bởi vì mình cố gắng mình diễn, mà bởi vì để họ thấy thật cái con người mình sống, hơn là mình cố gắng chứng minh mình là ai. Vì chứng minh miết mệt lắm.
vậy nha. A Di Đà Phật. Thôi hỉ. Thôi nha.